Công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập nhiều đối tượng có liên quan và làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc. Nhóm người cầm hung khí xông vào quán nhậu đuổi chém ở quận Gò Vấp. Theo kết quả điều tra, anh H sinh năm 2005 và Nguyễn Hoàng Thiên Lâm sinh năm 2005 cùng ngụ quận Gò Vấp xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại sân bóng đá Bắc Sài Gòn, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 1 tháng 6, Lâm phát hiện H ngồi cùng hai người bạn đang ăn uống tại một quán nhậu ở địa chỉ 1398, đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Lâm rủ Nguyễn Thế Kiệt sinh năm 2006, Trần Quang Trường sinh năm 2006 cùng ngụ quận Phú Nhuận, Trần Anh Quân sinh năm 2005, Trần Khôi sinh năm 2005, Đỗ Văn Minh Triết sinh năm 2006 cùng ngụ quận Gò Vấp, Trần Hà Vương Quốc sinh năm 2006, Hoàng Anh Kiệt sinh năm 2004 cùng ngụ quận 12 và nhiều người khác thủ hung khí tới nói chuyện với H. Tại đây, nhóm cầm hung khí xông vào đuổi chém 3 người. Anh H không chạy kịp nên bị nhóm Lâm chém vào đầu, tai và nằm gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Trước khi tẩu thoát, nhóm Lâm còn đập phá xe máy của anh H. Ngày 4 tháng 6, công an đã triệu tập Lâm cùng 7 đối tượng khác tới làm việc. Hiện một số nghi can có vai trò chủ chốt trong vụ việc đang lẫn trốn nên công an đang truy bắt. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành giám định thương tích với anh H để xử lý nghiêm với nhóm đối tượng gây án.